Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một dàn xe to cao đẹp dai khỏe mạnh, máy dầu, máy xăng, số sàn, số tự động và có chương trình khuyến mại giảm giá, giảm đến sập nguồn luôn các bác nhá. Giảm đến sập sàn. Vâng. Một loạt xe to cao đẹp dai đến từ các thương hiệu Kia, Toyota, Hyundai, Ford, Mercedes. Có đầy đủ. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe to cao đẹp dai khỏe mạnh đến từ các thương hiệu đang có bãi xe đang có hiện tại bãi xe ô tô của Hải Phòng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em các số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Vâng, mẫu xe Chevrolet Vivan, một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi đời 2008, mang biển kiểm soát 88A01874 này, mà giá của nó chỉ với hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Vâng, các bác đã có thể sở hữu một mẫu xe 7 chỗ ngồi, đó là một mẫu xe Chevrolet Vivan T mang thương hiệu của nước Mỹ. Vâng, một mẫu xe 7 chỗ ngồi, vâng, đời 2008 lại chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Vâng. Vâng, chỉ với 105 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Vivan T mang phiên bản số sàn, động cơ 2.0 có cả màn hình đầy đủ rồi. Vâng, chỉ có 105 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe thương hiệu nước Mỹ 7 chỗ ngồi mang nước sơn màu bạc. Và mẫu xe Ford Everest, một anh chàng to cao đẹp trai khỏe mạnh đến từ thương hiệu nước Mỹ, một anh chàng to cao đen hôi, máy dầu gầm cao máy thoáng, biển kiểm soát Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe Ford Everest sản xuất 2008 số tự động này, đấy, mua về sử dụng thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Biển được biển vào biển thành phố thì mất 20 triệu tiền biển các bác nhá. Sơn xi thì màu phấn hồng, la răng đúc 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Mà giá con này chỉ với chưa đến 300 triệu đồng. Vâng, chỉ với 295 triệu đồng. Đấy, bên em có bao hồ sơ cho các bác, bao rút hồ sơ gốc về cho các bác, cũng như có cả và hỗ trợ vận chuyển luôn, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe to cao đen hôi khỏe mạnh đến từ thương hiệu nước Mỹ này, alo cho em. Mẫu xe Ford Everest 2008 số tự động, động cơ 2.5, máy dầu một cầu. Và đây là một mẫu xe Hyundai Tucson. Vâng, Hyundai Tucson sản xuất từ năm 2010, bản đủ, bản full, cửa sổ trời panorama, sơn xi, vâng, màu ghi rất là đẹp, biển kiểm soát rất là ok, 15A17333. Giá tiền của chiếc Hyundai Tucson, vâng, nay chỉ có 382 triệu đồng. Vâng, chỉ với 382 triệu đồng cho một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, một mẫu xe Hyundai Tucson. Vâng, một mẫu xe bản đủ, động cơ máy xăng hai cầu điện, nội thất rất là tươi. Đấy, nội thất ghế da vẫn còn ghế da xịn luôn các bác nhé. Mẫu xe 5 chỗ ngồi, vâng, đời 2010, mà giá này chỉ có 385 triệu đồng. Vâng, chỉ với 385 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Tucson. Vâng, nhập khẩu nguyên chiếc, 5 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng. Tiếp tục đây là một mẫu xe, mẫu xe này là mẫu xe Hyundai, vâng, Hyundai Santa Fe Gold sản xuất 2003, mang phiên bản số tự động, với động cơ của nó là 2.0, máy dầu. Vâng, một mẫu xe Hyundai Tucson, một mẫu xe Hyundai Santa Fe, các bác nhé, Santa Fe Gold, một mẫu xe 7 chỗ ngồi, mà giá này chỉ có 195 triệu đồng. Vâng, chỉ với 195 triệu đồng cho một mẫu xe, vâng, Hyundai Santa Fe, Santa Fe Gold, động cơ máy dầu, vâng, nội thất này rất là đẹp luôn. Đấy, có cả màn hình, nội thất thì ghế da bò các bác nhé, ghế da bò này, gương kính chỉnh điện này, đấy, túi khí ABS đầy đủ luôn. Một mẫu xe Santa Fe Gold nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, mẫu xe bán tải Forager sản xuất những năm 2020, đấy, 2020 bản XLS. Đấy, sản xuất 2020, mang phiên bản số tự động, vâng, biển kiểm soát Cà Mau, vâng. Đấy, thùng hàng này các bạn này, đấy, thùng hàng này rất là đẹp luôn. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên con từ Thái các bác nhá. Đấy, động cơ máy dầu, vâng, động cơ máy dầu, nội thất ghế lỉ này rất là ok, keo chỉ zin, máy số zin, vâng.
Đấy, đặc biệt trước này thì bên em có hỗ trợ làm trả góp ngân hàng lên đến 60% giá trị của xe. Đấy, con này thì bên em đang chào bán với giá là hơn 500 triệu đồng. Đấy. Vâng, chỉ với hơn 500 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe bán tải Forerunner được mệnh danh là ông vua bán tải sơn xi màu trắng này. Đấy, mang biển kiểm soát 69C, động cơ máy dầu, máy 2.2. Tiếp tục đây là một mẫu xe là MGLK. MGLK sản xuất năm 2009. Vâng, mang phiên bản số tự động, động cơ V6 máy 3.0. Mẫu xe MGLK, vâng, mẫu xe tiền tỷ một thời, bây giờ giá tiền chỉ có vâng 385 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ có 385 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe MGLK sơn xi màu trắng biển kiểm soát Bắc Linh quê hương quan họ 99A. Mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng các bác nhá. Đấy, cam kết các bác là xe đẹp, đấy, không đâm xô, không tai nạn. Xe mới của nó rơi vào tầm khoảng 3 tỷ, bây giờ chỉ có 385 triệu đồng. Mẫu xe Ford Everest sản xuất từ năm 2008, động cơ máy dầu, một cầu, gầm cao máy thoáng, biển kiểm soát 21, gốc Hà Nội. Đấy, con này nó là biển Lào Cai. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng cho một mẫu xe châu Mỹ. Mẫu xe gầm cao máy thoáng, mẫu xe Ford Everest sản xuất 2008 các bác nhá. Đấy. Và đây là một mẫu xe Hyundai Tucson. Vâng, Hyundai Tucson thì bên em có một đôi. Đấy, đồng giá là 385 triệu đồng một chiếc. Sơn xi màu trắng biển kiểm soát Hải Phòng, tư nhân chính chủ, khí nháy lăn tay đầy đủ luôn. Đấy, các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Động cơ máy xăng hai cầu, gầm cao máy thoáng các bác nhé. Đấy, mẫu xe Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Có cả màn hình Android, đấy, cửa sổ trời panorama, đấy, điều hòa auto, đề lỗ start-top. Đấy, mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu xe Hyundai Tucson, vâng, chỉ có 385 triệu đồng. Vâng, chỉ với 385 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe 5 chỗ ngồi, mẫu xe Hyundai Tucson. Đấy, sản xuất 2010, bản đủ, vâng, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Và đây là một mẫu xe số tự động đời cao mà giá thì chỉ có 145 triệu đồng. Đó là một mẫu xe Trendless Vivante 2008 mang biển kiểm soát 11A biển Cao Bằng mà giá này chỉ có 145 triệu đồng. Đấy, vâng, chỉ với 145 triệu đồng cho một mẫu xe, vâng, Trendless Vivante sản xuất 2008 số tự động. Đấy, động cơ máy xăng, vâng, một mẫu xe 7 chỗ ngồi mà giá chỉ có hơn 100 triệu đồng. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe gầm cao máy thoáng 7 chỗ ngồi, số sàn, số tự động, đấy, nhập khẩu, vâng, Việt Nam đang có tại bãi xe ô tô cũ của em, alo cho em. Mẫu xe Toyota Innova, vâng, Toyota Innova sản xuất năm 2009, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 2.0 máy xăng, đeo biển kiểm soát Hải Phòng, phát đỏ 15A, vâng, 49460, một mẫu xe Toyota Innova bản G. Mẫu xe lồi đồng cuối đá, mẫu xe quốc dân, mẫu xe giá cả bình dân mà giá chỉ có 220 triệu đồng cho một mẫu xe Innova, một mẫu xe 7 chỗ ngồi bản G. Bản G nó là bản đủ của dòng Toyota Innova các bác nhé. Vâng, mẫu xe 7 chỗ ngồi mà giá chỉ có đâu đó là 70 triệu đồng. Vâng, chỉ có 70 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Mitsubishi Jolly. Đấy, một mẫu xe Jolly Tom sản xuất năm 2003, số sàn, động cơ 2.0, vâng, nay chỉ có 70 triệu đồng. Đấy, 70 triệu đồng, 7 chỗ ngồi, vị trí 10 triệu một chỗ ngồi các bác nhé. Vâng, chỉ có 10 triệu một chỗ ngồi thôi. Đấy, điều hòa thì rất là mát, vâng, sơn xi thì ok, sạch sẽ rồi. Đấy, các bác mua về sử dụng thì alo luôn cho em nghĩ các bác nhé. Đấy, công trình, công trường, đấy, rất là ok. Đấy, chở đồ, chở đạc này. Đấy, mà giá chỉ có 70 triệu đồng, 7 chỗ ngồi, 10 triệu một chỗ. Tiếp tục đây là một mẫu xe Kia Carens. Vâng, Kia Carens sản xuất năm 2015. Đấy, 2015 các bác nhá. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ 2.0 máy xăng. Một mẫu xe Kia Carens bản đủ, vâng, tư nhân chính chủ biển Vĩnh Phúc. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Đấy, mà giá tiền nay chỉ có 265 triệu đồng. Mẫu xe Kia Carens bản đủ, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Đấy, bác nào khởi nghiệp mua cái này về thì khởi nghiệp thì rất là ok các bác này. Vâng, chỉ có 265 triệu đồng, đời 2015, keo chỉ zin, vâng, máy số zin, đăng kiểm vừa mới đăng kiểm mới tinh xong. Đấy, nội thất này, đấy, ghế da màu đen, màn hình đầy đủ rồi, túi khí đây,
Đấy, túi khí cũng như ABS các nhá. Mẫu xe 7 chỗ ngồi Kia Carens. Vâng, 2015 nay chỉ có 265 triệu đồng. Và con này chỉ có 50 này. Đấy, 50 triệu đồng. Đây là một mẫu xe này, mẫu xe Toyota Jay. Vâng, Toyota Jay nhập khẩu nguyên trước từ Nhật, sản xuất trong năm 1997. Vâng, có 50 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, 50 triệu đồng các bác đã có ô tô sử dụng. Vâng, mẫu xe nhập Nhật 7 chỗ ngồi. Và anh chàng to cao đẹp trai khỏe mạnh đến từ thương hiệu nước Mỹ. Đây là một anh chàng Chevrolet Captiva. Vâng, Chevrolet Captiva sản xuất 2009, động cơ máy xăng. Vâng, máy xăng, máy 2.4 các bác nhá. Đấy, xe tư nhân chính chủ, to cao đẹp trai. Vâng, đến từ thương hiệu nước Mỹ. Vâng, số tự động. Vâng, mà giá tiền chỉ có đâu đó là 220 triệu đồng. Vâng, chỉ có 220 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Captiva. Đấy, con này thì có cả màn hình rồi. Mẫu xe 7 chỗ ngồi sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát Hải Phòng. Vâng, chỉ có 220 triệu đồng. Đấy, quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe số tự động. Vâng, gầm cao máy thoáng các bác nhé. Sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát Hải Phòng. Tiếp tục đây là một mẫu xe này, là mẫu xe bán tải. Vâng, một mẫu xe bán tải Mekong. Bán tải Mekong sản xuất trong năm 2011. Vâng, 2011, số sàn, động cơ của nó là 3.2 máy dầu. Đấy, động cơ 3.2 máy dầu các bác nhá. Đấy, máy dầu một cầu. Vâng, giá tiền con này thì chỉ có 46 triệu đồng cho một mẫu xe bán tải Mekong. Vâng, sản xuất trong năm 2011. Đấy, số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi. Vâng, một mẫu xe vừa chở người vừa chở được đồ mà giá chỉ có 146 triệu đồng. Và mang biển kiểm soát Hà Tĩnh 38A, vâng, 42346. Một mẫu xe Innova bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Vâng, một mẫu xe Innova 2006 này, giá tiền chỉ có 195 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 195 triệu đồng, quý vị và các bạn đã sở hữu mẫu xe Innova. Vâng, Toyota Innova là một trong những mẫu xe bền đẹp rẻ tiết kiệm. Vâng, thương hiệu của Nhật Bản. Dòng này thì đi rất là bền và lành các bác nhé. Đấy, form dáng rất là ok. Đấy, sơn xi màu đen xịn sò, không khoan đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái này. Một mẫu xe bán tải Ford Ranger sản xuất trong năm 2009 này. Đấy, 2009 các bác nhé. Đấy, số tự động, động cơ máy dầu, biển kiểm soát 98C. Vâng, mẫu xe 5 chỗ ngồi, thùng hàng kín các bác nhé. Vừa chở được người mà vừa chở được đồ mà giá chỉ có 265 triệu đồng cho một mẫu xe bán tải Ford Ranger, được mệnh danh là ông vua bán tải các bác nhá. Đấy, các bác mua về chở đồ, chở đạc này. Đấy, công trình, công trường, con này thì rất là ok. Đấy, số tự động, động cơ máy dầu các bác nhá, 2.5. Vâng, xăng dầu ăn chỉ 7 lít trên 100 cây số thôi, mà các bác đi vừa đi được 5 người này, vừa chở được đồ luôn. Toyota Fortuner 2011, động cơ máy xăng 2 cầu, gầm cao máy thoáng, biển kiểm soát Hải Phòng 15A02965. Một mẫu xe Toyota Fortuner gầm cao máy thoáng này, bên em đang chào bán con này với giá là 358 triệu đồng. Đấy, cho một mẫu xe Toyota Fortuner. Đấy, mẫu xe động cơ máy xăng 2 cầu, gầm cao máy thoáng, nội thất ghế da xịn luôn. Đấy, có cả màn hình, hai túi khí an toàn. Vâng, mẫu xe Toyota Fortuner 2011. Vâng, lại chỉ có 358 triệu đồng thôi. Mẫu xe Honda CR-V sản xuất trong năm 2007, mang phiên bản số tự động, động cơ 2.0 máy xăng, biển kiểm soát Nam Định 18A14949. Với giá tiền của chiếc Honda CR-V nhập khẩu nguyên trước này, bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, sơn xi màu bạc, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ. Vâng, mẫu xe Kia Carens đời 2010 mà giá chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A61002. Mẫu xe 7 chỗ ngồi, động cơ 1.6 này. Đấy, mà giá tiền chỉ có hơn 100 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Carens đăng ký 7 chỗ ngồi, la răng đúc 4 bánh các bác nhé. Một mẫu xe Kia Carens mang thương hiệu của Hàn Quốc. Vâng, mang phiên bản số sàn, động cơ 1.6 máy xăng, giá tiền chỉ với 179 triệu đồng là giá chính xác các bác nhé. Đeo biển kiểm soát Hải Phòng 15K00175,
Đây là một mẫu xe Toyota Innova 2015. Con này nó là bản G. Bản G số sàn động cơ 2.0. Giá tiền em này thì bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng. Vâng, chỉ có 295 triệu đồng cho một mẫu xe Innova. Mẫu xe 7 chỗ ngồi, túi khí cũng như ABS đầy đủ các bác nhá. Đấy, túi khí ABS đầy đủ luôn. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe gầm cao máy thoáng, vâng, giá tiền chỉ từ 50 triệu đồng. Đấy, 50 triệu đồng cho đến 300 triệu đồng quay đầu. Hiện đang có tại bãi xe bên em. Hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.